cho anh em á. Hôm nay mình ở đây tạo dáng cho anh em cây vú sữa nha. Đây cây vú sữa nha anh em. Vú sữa này hôm mùa nước mặn nó bị nhiễm nước mặn nó chết, nó bỏ cành hết nè. Ta quánh dây rồi nhưng mà nó bỏ cành hết nha anh em. Bây giờ mình cứu nó sống rồi à. Giờ mình sẽ tạo dáng lại cho cây bonsai cây vú sữa nha anh em. Đây vú sữa anh em xem ha. Đây cây vú sữa nha anh em. Cây sữa nó nằm trong cái chậu chung quỳ nha. Nó có cái dáng bay, dáng trục lắc nè. Mình giờ mình sẽ tạo dáng lại nha anh em. Đây xóm giờ mình cắt nè. Cành này nó xóm mà nó bị nhiễm nước mặn á, chết hết. Giờ mình cắt dọn lại, mình sẽ tạo dáng lại cho nó nha. Đây. Khi cành nó bỏ trơn, giờ mình tạo cành mới lại nha, tạo dáng lại cho nó. Cây vú sữa này có bộ đế rất là đẹp nha anh em. Cái này ông chú mua tới cái này với cây khế là mấy triệu luôn nha. Cây này mình không có quấn dây nhôm nhưng mà mình nẹp dây nhôm nha anh em, nẹp cho nó có sự co giãn nha. Đây mình nẹp dây nhôm ha, nẹp dây nhôm đây, mình lấy dây nhôm vô mình nẹp băng keo nha, quấn băng keo lại mình nẹp. Thay vì mình quấn còn cái này mình nẹp á, nẹp lại cho nó coi nó cái cạnh nó lớn nó co giãn. Mình làm cũng được vài chi vậy ha. Có anh Thảo mới nha, xuống Thịnh Phú làm kết hợp với anh tên gì của anh? Anh Vinh. Hả? Anh Vinh. Anh Vinh nha. Vinh đẹp trai, tướng đứng đã nữa không? Nó đang đẹp cành đó. Cây cây vú sữa này có bộ đế rất đẹp. Cây này giá rất lắc nha anh em. Ở bông cam quá trời ha. Mình nẹp dây cành nó lớn nó sẽ co giãn theo, nó không có tổn thương cây nha anh em. Làm vậy là nó cây nó phát triển bình thường ha. Cái mình đã quánh dây được 70% cây nha anh em. Chỉ mình lắc cành nữa là xong đó nha. Cây này cây nghệ thuật nha, cây vú sữa rất là đẹp, có bộ đế rất là có duyên nha. Cây này hơn trăm hoành, cây này hơn trăm hoành nha. Và hai bên hai cây nha, bên đây là cây vú sữa và bên đây là cây khế nha anh em. Giờ mình làm cái vú sữa đầu tiên, cái khế làm sao nha. Đó, cái khế luôn một cặp. Nhưng mà bên cây vú sữa mình cũng được. Được, được. Cái này hôm nước mặn nó xém chết á. Giờ tốt quá trình tốt. Mình đã tạo dáng cái cây vú sữa xong rồi anh em. Đây mình chỉ nẹp dây thôi nha. Đó, cây này trong thân đó nè anh em, xem bà có bí mình nha. Thôi chắc mình cắt bỏ cái đầu này nha. Cây này bộ đế rất có duyên anh em. Đây mé trong, cây này mé ngoài nè, đế nó là bộ đế rất là đẹp nha. Cái gọt ở đầu cũng khéo dữ ha anh. Dạ đúng rồi. Đây là nằm nửa vô. Quay về nha. Vậy nha. À. Cái này là cây cây của mình là trước đó hôm mùa nước
tí xỉu luôn, cuốn lại. Bây giờ nó phát triển rất là đẹp rồi. Giờ mình sẽ lọc dây lại ha. Cái này giờ mình làm cũng như là nước dây đầu tiên đi, nhưng cành cũ nó còn mà. Rồi mình làm lại là giờ cây mình sắp hoàn thiện ha. Mình làm chút xíu nó hoàn thiện. Mình đã tạo dáng cho nó rồi, xong rồi anh em. Đây mình đã hoàn thiện ha. Anh em xem rồi góp ý cho mình nha. Chào anh em ha.